Tại trụ sở chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại yếu kém tại một số dự án chậm tiến độ của ngành công thương, đã chủ trì phiên họp thứ 11 của Ban chỉ đạo về xem xét đưa ra khỏi danh sách theo dõi xử lý của Ban chỉ đạo một số dự án và xử lý quyết toán hợp đồng FPC đối với một số dự án doanh nghiệp. Qua thảo luận tại phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các thành viên Ban chỉ đạo đã thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định ngay trong tháng 8 năm 2020 về việc đưa 3 dự án bao gồm DAP1 Hải Phòng, Nhiên liệu sinh học Phú Thọ và Nhiên liệu sinh học Bình Phước ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo xử lý của Ban chỉ đạo. Đối với việc xử lý, quyết toán các hợp đồng EPC của 5 dự án doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các chủ đầu tư, tập đoàn, tổng công ty phải xử lý dứt điểm các tranh chấp hợp đồng này theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị. Trong đó, chủ đầu tư, tập đoàn, tổng công ty phải đánh giá và xem xét kỹ các phương án xử lý khả thi và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2020. Bởi đây là cơ sở để Ban chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ như cơ cấu lại, bán vốn, thoái vốn tại các dự án doanh nghiệp, đồng thời làm rõ và xử lý những sai phạm, vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có liên quan.